Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, các báo cáo mới nhất từ chiến trường đã ghi nhận một lính đánh thuê Mỹ có tên là Cedric Sharkhan đã bị quân đội Nga tiêu diệt trên tiền tuyến. Theo báo cáo, lính đánh thuê người Mỹ đã bị tiêu diệt ở khu vực Chasovya. Cụ thể, quân nhân Mỹ thiệt mạng vào ngày 8 tháng 4 trong trận chiến ác liệt với quân đội Nga, Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng con số tổn thất của Kiev là rất nghiêm trọng. Như Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo, trong 3 tháng đầu năm 2024, quân đội Ukraine đã mất hơn 80.000 binh sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng, để phòng thủ toàn diện, quân đội lực lượng vũ trang Ukraine cần tuyển ít nhất 300.000 binh sĩ vào hàng ngũ của mình. Liên quan đến sắc lệnh mới nhất này của ông Zelensky, ngưỡng tuổi của người nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Ukraine đã được điều chỉnh giảm để ký ép tuyển thêm quân. Hiện nay, đại diện các ủy viên quân sự đang ép tuyển những người trên 25 tuổi tại Ukraine vào quân đội. Giới quan sát quân sự phải bất ngờ trước tốc độ tiến quân của quân đội Nga tại Chasovia. Quân đội Ukraine đã mất tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Gần đây, quân đội Nga đã dồn nhiều lực lượng tinh nhuệ về phía thành phố Chasovia. Thành phố chiến lược này được mệnh danh là pháo đài thép. Các chuyên gia quân sự phương Tây tin rằng quân đội Nga sẽ có một trận chiến đấu cam go tại đây và mỗi bước tiến của họ sẽ phải trả giá đắt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là các cuộc tấn công gần đây của quân đội Nga và Chasovya lại diễn ra rất thuận lợi. Chỉ trong vòng vài ngày, họ đã đánh bại 20 lữ đoàn của quân đội Ukraine và chiếm được tuyến phòng thủ quan trọng được quân đội Ukraine xây dựng cẩn thận. Quân đội Nga đã chính thức bắt đầu cuộc bao vây Chasovya vào cuối tháng 3 vừa qua, Tuy nhiên, điều bất ngờ là chưa đầy nửa tháng, quân đội Nga đã tiến sâu được vào nhiều vị trí quan trọng của Chasovya. Tuyến phòng thủ của Ukraine nhanh chóng bị chọc thủng. Đáng chú ý nhất, biệt kích Nga đã xông tới khu vực kinh đảo ở phía đông thành phố Chasovya và chiếm giữ các cao điểm tại đây. Hướng tiến công tiếp theo của quân đội Nga được cho là khu đô thị trung tâm của Chasovya. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, theo kế hoạch ban đầu của quân đội Nga, muốn tấn công và chiếm giữ khu vực kênh đảo này sẽ mất vài ngày, nhưng thật bất ngờ khi chỉ chưa đầy nửa ngày họ đã đạt được mục tiêu trên. Phát huy lợi thế hỏa lực Một số lượng lớn quân Nga đang tiến gần hơn đến Chasovya, thực hiện đột phá thẳng vào khu đô thị. Theo tin tức mới nhất được cả Nga và Ukraine công nhận, quân Nga đã bắt đầu tấn công khu đô thị phía đông Chasovya. Theo trang topcore.ru của Nga, giai đoạn chính của chiến dịch chiếm thành phố Chasovya đã bắt đầu. Lính dù Nga đã tiến vào các đường phố ở phía tây thành phố và chiếm được chỗ đứng trong một tòa nhà nhiều tầng tâm điểm giao tranh trong thành phố hiện là tiểu khu canan có thể khẳng định giai đoạn chính của chiến dịch giành tấn công thành phố đã bắt đầu sau khi quân nga chiếm các tuyến đường giao thông chính trong khu vực này bằng hỏa lực việc phòng thủ chasopya trở nên mỏng manh hơn với ukraine lãnh đạo kiev nhận thức rõ rằng việc mất chasopya sẽ ảnh hưởng đến mắt xích phòng thủ ở donetsk và có thể làm suy yếu hoàn toàn niềm tin của các nước nato vào khả năng phòng thủ của ukraine trước sự tấn công dữ dội của nga các thông tin từ chasopya cho biết trong suốt ngày hôm qua, lính dù Nga đã đẩy lùi nhiều đợt phản công của quân Ukraine khi cố gắng đánh bật lính xung kích Nga khỏi vị trí vừa đứng chân trong khu dân cư của tiểu khu Canan. Tuy nhiên, các cuộc phản công của quân Ukraine đều không thành công. Cố vấn của lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Igor Kimakovsky, nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã loại bỏ một nhóm chiến binh thuộc Trung đoàn Azov của Ukraine gần Chasovya. Theo ông Kimakovsky, các cuộc tấn công do lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiến hành ở cách Chasovya vài km đã phá hủy một đoàn xe tải chở quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Dữ liệu trinh sát cho thấy trên xe tải có hàng chục quân nhân của Lữ đoàn 3 mà Kiev thành lập trên cơ sở tiểu đoàn Azov cũ. Trước đó, ông Kimakovsky thông báo một đơn vị lớn của tiểu đoàn Azov đã bị nhắm mục tiêu ở vùng ngoại ô Chasovya. Ông cho biết, hầu hết bọn họ đang trú ẩn trong các tòa trung cư và bị loại bỏ ngay trong cứ điểm. Vị quan chức này không thể đưa ra con số chính xác vì các binh sĩ Ukraine bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng, nơi họ đóng quân khi lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện các cuộc tấn công. Các quan sát viên trên kênh Telegram, Vajen Nedela, đưa tin người đứng đầu chính quyền quân sự của Chasovia là ông Shaky Chaus đã vội vã rời khỏi thành phố trong bối cảnh quân Nga đang áp sát bằng bom hạng nặng. Theo nguồn tin Ukraine, trong vài ngày tới, thành phố này sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga tuy nhiên các chuyên gia quân sự nga không đồng tình với quan điểm này theo các nhà phân tích của military chronicle cuộc tấn công của quân đội nga và chasopya sẽ kéo dài nhiều tháng thậm chí có thể kéo dài hơn so với bakhmut và abdipka giờ đây quân đội nga đã thay đổi chiến thuật tạm gọi là thành lũy rực lửa trong đó họ phá hủy các khu vực kiên cố của đối phương bằng bom fab để tạo điều kiện cho quân mình tiến xa hơn đồng thời người ta biết rằng các chỉ huy ukraine đã tạo ra một bom ke thực sự ngay trong các khu dân cư trong đó đặt các điểm khai hỏa bất chấp sự phản đối của dân thường. Chasovia có tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Nga vì đây là nơi mở đường tới Slavyansk và Kramatorsk, những nơi thậm chí còn được Ukraine dồn nhiều nguồn lực hơn. Như Trung tá Andrei Maracheko báo cáo, lực lượng vũ trang Ukraine có ý định biến những khu định cư này thành thành, thành phố chết để giữ chân Nga. Theo Safran, Nga đã triển khai hai đợt tấn công tên lửa vào máy bay không người lái, nhằm vào các khu vực Zaporizhia và Kharkov của Ukraine, gây thiệt hại nặng nề. Đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Zaporizhia, đoạn video được công khai lên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ lớn đã xảy ra tại một khu công nghiệp, nơi đặt các nhà máy của Motosik và Ivchenko Progress. Làn sóng tấn công thứ hai nhằm vào Kharkov. Các video xuất hiện trên mạng cho thấy đã có một vụ cháy lớn và vụ nổ thứ cấp ở gần thành phố sau vụ tấn công. Điều này cho thấy mục tiêu bị tấn công là kho đạn dược. Sau đó, các nguồn tin Nga cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Kho đạn này được lực lượng Kiev cất giữ đạn dược cho các bệ phóng tên lửa đa nòng RM-70 Vampire do Siak sản xuất. Truyền thông Ukraine cho biết vụ tấn công đã gây ra một số thương vong. Lực lượng Kiev tiết lộ cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101 và máy bay không người lái cảm từ Jordan. Ông Oleg Rizansov, Giám đốc điều hành High Precision System thuộc Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga tuyên bố, lực lượng nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzer M trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và bắn hạ được tên lửa Storm Shadow. Ông Ryzhantsov nói với đài truyền hình Zvezda của Nga, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzer M đã bắn hạ tên lửa Storm Shadow. Nói cách khác, Nga đã lần đầu tiên sử dụng thành công hiệu quả hệ thống Panzer M. Tính đến thời điểm hiện tại, tàu duy nhất của hạm đội Biển Đen được trang bị tổ hợp Panzer M là tàu tên lửa cỡ nhỏ Cyclone thuộc đề án 22800. Hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzer M được cho là không chênh lệch nhiều so với phiên bản mặt đất Panzer S1 về tính năng kỹ thuật. Panzer M là giải pháp thay thế các tổ hợp phòng không Kastan và Panma trên nhiều chiến hạm của Hải quân Nga, cũng như trang bị cho các tàu chiến xuất khẩu xoay quanh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, hiện nay ở khu vực chiến sự đặc biệt, không có loại vũ khí nào uy lực và đáng sợ bằng bom nhiệt áp ODAB-1500 nặng 1,5 tấn của Nga. Nếu như những người anh em bom khác có sức nổ mạnh như FAB-1500 và FAB-3000 có thể xé xác binh lính và trang bị của đối phương thành từng mảnh, thì bom nhiệt áp ODAB-1500 còn kinh khủng hơn. Chúng sẽ thiêu dụi hoàn toàn kẻ địch chỉ trong vài giây. Cách đây vài ngày, nhóm quân Ukraine mang tư tưởng tân quốc xã có tên tiểu đoàn Kraken đã được trải nghiệm sức mạnh của loại bom khủng khiếp này từ phía Nga. Thi thể lính Ukraine tại vùng ảnh hưởng của bom bị cháy đen, chất đầy trong các chiến hào và hầm đào. Nếu với bom thông thường, lính Ukraine có thể trốn dưới hầm hoặc trong bom kè để bảo toàn mạng sống. Nhưng với bom nhiệt áp, mọi sự ẩn nấp đều là vô nghĩa. Sóng xung kích và nhiệt lượng kinh hoàng từ quả bom có thể kết liễu kẻ địch dù chúng đang trốn dưới hầm trú ẩn hay bong kè. Kênh Telegram của chuyên gia quân sự Alexei Zimovsky đưa ra số liệu cho thấy, kể từ đầu năm đến nay, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã sử dụng bom lượn để tấn công Ukraine hơn 3.500 lần. Quân đội Ukraine hiện chưa tìm ra cách đối phó với các loại bom được phía Nga sử dụng. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi đội máy bay chiến đấu Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn thành nhiệm vụ oanh tạc các đơn vị Ukraine trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Tiền đồn và quân đội của đối phương gần khu Nam Donetsk chìm trong biển bom. Theo nội dung video, lực lượng Nga sử dụng bom bay FAB-500 được trang bị mô đun hiệu chỉnh và phổ quát UMPC, một bộ công cụ cho phép biến một quả bom thông thường thành loại đạn được dẫn đường chính xác. Trước đó, truyền thông phương Tây từng bày tỏ quan ngại về việc lực lượng không quân Nga liên tục bắn phá nhiều vị trí của Ukraine. Ước tính Moscow đã thả khoảng 100 quả bom mỗi ngày vào mục tiêu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã gây thiệt hại cho nhà máy sản xuất máy bay không người lái UAV Ukraine. Hãng tin RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng các đòn tập kích nhà máy UAV được thực hiện bởi tên lửa đạn đạo Iskander và là sự đáp trả cho những nỗ lực tấn công của chính quyền Ukraine nhằm gây thiệt hại cho hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng Nga. Một phần của thông báo viết, đòn tập kích vào nhà máy UAV trên là một phần trong chuỗi tấn công được chúng tôi thực hiện nhằm vào các tổ hợp công nghiệp quốc phòng, công xưởng sản xuất vũ khí và UAV của Ukraine. Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh và thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Theo SF, tối mùng 8 tháng 4, lực lượng Nga tiến hành làn sóng tấn công chính xác mới nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine ở khu vực hậu phương những mục tiêu bị tấn công này thuộc các khu vực Donetsk, Zhytomyr, Odessa và Kiev. Cùng lúc đó, bom hạng nặng của Nga cũng đã tấn công các cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông Kharkov và Sumy. Lực lượng không quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố Nga đã sử dụng 24 máy bay không người lái Jordan 2 trong cuộc tấn công ban đêm. Trong số này, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 17 chiếc. Các máy bay này được cho là đã bị chặn ở các khu vực Odessa. Mykolaiv, Kirovograd, Kamenitsky và Zhitomir. Ở vùng Odessa, nhiều vụ nổ cũng đã xảy ra. Chính quyền địa phương xác nhận thiệt hại đối với cơ sở vận tải và hậu cần, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Các cuộc tấn công thành công của Nga cũng nhằm vào những cơ sở công nghiệp và năng lượng ở khu vực hậu phương đã làm gián đoạn nguồn cung cấp khí tài và nhiên liệu, khiến lực lượng vũ trang Ukraine đối diện nhiều khó khăn. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy đơn vị CVV bao gồm chủ yếu là lính tình nguyện thuộc nhóm chiến đấu Juk đã tấn công bằng pháo D-30 vào các vị trí của Ukraine gần ngôi làng Bakhdanuka bên trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk, từ đó bảo đảm đà tiến của lực lượng Nga tấn công. Trong clip này, các binh sĩ Nga tiến hành tấn công pháo binh chính xác vào các vị trí Ukraine bằng lựu pháo D-30 122mm. Tại mục tiêu, lửa lóe lên cùng khói bốc cao, Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết quân đội Nga đã cải thiện vị trí của mình tại nhiều khu vực khác nhau của tiền tuyến và đẩy lui chín cuộc phản kích của Ukraine gần ngôi làng Berestovoye, Bagdanovka và Novomikhailovka tại Donetsk. Lựu pháo D-30 rất vững chắc, đảm bảo những yếu tố thiết yếu của một khẩu pháo kéo giá chiến phù hợp với nhiều điều kiện chiến trường. Vũ khí này do Liên Xô phát triển và hiện vẫn được sản xuất tại các nước bên ngoài Nga. Hơn 60 nước vẫn sở hữu D-30 122mm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 4 cho biết một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine đã bị tiêu diệt trên Biển Đen và bốn máy bay không người lái bị bắn hạ ở khu vực tỉnh Belgorod và Voronezh. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đêm qua, nỗ lực của chế độ Kiev nhằm thực hiện tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái và tên lửa chống hạm Neptune nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị chặn đứng. 4 UAV bị bắn hạ trên vùng trời tỉnh Belgorod, hai chiếc và Voronezh hai chiếc. Một tên lửa của Ukraine đã bị tiêu diệt trên biển Đen. Tên lửa R-360 của tổ hợp Neptune nặng 870 kg và có thể mang đầu đạn nặng 150 kg. Tầm bắn của nó lên tới 280 km, tốc độ gần 900 km/h. Độ cao tên lửa máy bay cách phía trên đỉnh sóng là từ 3 đến 10 m. Tổ hợp này có khả năng phóng đồng thời tới 24 tên lửa. Kiev gần như ngày nào cũng cố gắng tấn công các mục tiêu ở biên giới và khu vực miền trung nước Nga bằng máy bay không người lái. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ và đánh chặn thành công hầu hết máy bay địch. Tình báo Ukraine đăng video phóng hỏa tàu tên lửa Sepukov Nga neo đậu ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad khiến nó bị vô hiệu hóa. Tàu tên lửa Sepukov tại căn cứ hải quân của kẻ thù ở thành phố Baltis, vùng Kaliningrad thuộc Nga, đã bị vô hiệu hóa do hỏa hoạn vào ngày 7 tháng 4, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR ngày 8 tháng 4 thông báo, phương tiện liên lạc và tự động hóa của nó đã bị phá hủy hoàn toàn, sẽ phải mất thời gian dài để tàu Sepulkov khôi phục năng lực chiến đấu. GUR đăng kèm video ngọn lửa bốc lên bên trong căn phòng, dường như là cabin tàu, song không rõ có phải là chiến hạm Sepulkov hay không. Trong video còn xuất hiện bản vẽ được cho là kết cấu con tàu, chỉ rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại cabin đối diện khoang chứa bể phóng 3S14. Nguồn tin giấu tên thuộc GUR cho biết các đặc tình của lực lượng này đã đốt tàu chiến Nga, thêm rằng họ đang xác nhận thông tin cụ thể về thiệt hại của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Tờ Financial Times của Anh cho biết, Nga đã thay đổi chiến thuật nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, sử dụng tên lửa chính xác để phá hủy các nhà máy điện ở những khu vực kém được bảo vệ hơn của Kiev. Một số cơ sở hạ tầng năng lượng mà Nga vừa tấn công gần đây sẽ không được Ukraine khôi phục hoàn toàn cho đến mùa đông năm sau. Các quan chức Ukraine cho biết, tuy không lan rộng nhưng thiệt hại mà Nga gây ra vẫn tồi tệ hơn so với mùa đông năm 2022-2023, với mục đích rõ ràng hiện nay là thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục được. Theo đó, Nga đã nhắm mục tiêu vào 7 nhà máy nhiệt điện và 2 nhà máy thủy điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3. Tất cả đều nằm ngoài thủ đô Kiev, nơi được trang bị hệ thống phòng không tốt nhất. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức Kiev cho biết một số nhà máy, bao gồm cả những nhà máy ở khắc cốp gần biên giới Nga, gần như bị phá hủy hoàn toàn. Viết trên Facebook hôm 8 tháng 4, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine Alexander Pavliuk kêu gọi người dân Ukraine gác bỏ cảm xúc sang một bên và gia nhập lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời tuyên bố quân đội và nhân dân không thể tách rời nhấn mạnh việc bảo vệ đất nước là nghĩa vụ của mọi công dân. Tướng Alexander Pavliuk cho hay, cần phải hiểu rằng không ai có thể ngồi ngoài được, bộ mặt của đất nước, số phận của nhân dân chúng ta đang bị đe dọa. Vị này thừa nhận tình hình ở tiền tuyến không dễ dàng, song cho rằng vẫn dễ dự đoán và dễ kiểm soát hơn nhiều so với hai năm trước. Ông Alexander Pavliuk nhấn mạnh dù Ukraine có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ bằng tài chính hay vũ khí từ nước ngoài, thì nước này vẫn thiếu nhân lực. Tuần trước, Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 trong nỗ lực bổ sung nhân lực cho quân đội nước này. Việc ký luật hạ độ tuổi huy động quân là một động thái cho thấy tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết tâm xây dựng lực lượng phòng thủ vững chắc dọc theo chiến tuyến rộng lớn để đối trọng với lực lượng quân đội của Nga. Hiện không rõ số lượng binh sĩ Ukraine là bao nhiêu, song có thông tin cho rằng Ukraine có khoảng 1 triệu quân nhân. Tại Ukraine vừa xảy ra vụ việc một nhà báo điều tra bị quân đội chặn đường, trao giấy, ép phải đi nhập ngũ. Truyền thông Ukraine ngày 6 tháng 4 đưa tin các sĩ quan phòng tuyển quân quận Obolonsky ở thủ đô Kiev cùng một người đàn ông mặc thường phục ngày 1 tháng 4 tiếp cận nhà báo điều tra FN Sunhat, 27 tuổi, tại trung tâm mua sắm để trao giấy gọi nhập ngũ. Các sĩ quan nói rằng Sunhat đã 27 tuổi nhưng chưa đến phòng tuyển quân để đăng ký thông tin nhập ngũ. Sunhat không nhận giấy triệu tập và quay lại video sự việc khiến các sĩ quan tuyển quân bỏ đi. Sunhat là nhà báo thuộc cơ quan báo chí điều tra Slitvo.info của Ukraine. Trong cuộc điều tra gần đây, Sunhat phát hiện vợ của Vilia Vityuk, lãnh đạo Bộ phận An ninh mạng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU, đã mua căn hộ trị giá khoảng 516.000 đô la Mỹ, nhưng ông Vityuk chỉ kê khai thuế căn hộ giá 330.000 đô la Mỹ. Các nhà báo Slitvo.info xác nhận người đàn ông mặc thường phục là người nhận diện Sunhat để các sĩ quan tiếp cận. Người này có thể là Oleksiy Bilenko, đang công tác tại SBU và là trợ lý thân cận của ông Vityuk. Oleksiy Bilenko không trả lời yêu cầu bình luận của các nhà báo và chặn liên lạc với họ trong ứng dụng nhắn tin. SBU, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang xác minh thông tin của Slipvo.info và sẽ thông báo khi có kết quả. Trong tuyên bố ngày 6 tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine bày tỏ phẫn nộ trước hành vi gây áp lực với các nhà báo, coi đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong chuyến công du tới Mỹ hôm 9 tháng 4, Ngoại trưởng Anh David Cameron sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và các nhà lập pháp Mỹ nhằm hối thúc đồng minh sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine, đồng thời cũng thảo luận về cuộc xung đột ở giải Gaza. Theo Bộ Ngoại giao Anh, trước cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Anh cũng sẽ gặp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống tiềm năng trong cuộc bầu cử sắp tới. Dù không tiết lộ nội dung thảo luận, song Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh, đây là cuộc gặp ngoại giao theo thông lệ bình thường với một ứng cử viên tổng thống. Trước chuyến thăm tới Mỹ, ngoại trưởng Anh cũng khẳng định sẽ gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng hòa để hối thúc Hạ viện Mỹ sớm thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, vốn bị trì hoãn trong nhiều tháng. Ông Cameron nhấn mạnh, gói viện trợ này rất quan trọng với sự thành công hoặc thất bại của Ukraine trên chiến trường, cũng như đối với an ninh của Mỹ và châu Âu trong tương lai. Ngoài ra, Ngoại trưởng Anh cũng muốn thảo luận với giới chức Mỹ về tuyến hàng hải viện trợ nhân đạo ở Giải Gaza, cũng như tìm kiếm lời giải thích rõ ràng về vụ 7 nhân viên cứu trợ nhân đạo, trong đó có 3 công dân Anh mới đây bị Israel không kích nhầm thiệt mạng khi đang phân phát hàng nhân đạo cho người dân Giải Gaza. Mới đây, ngày 5 tháng 4, cơ quan báo chí Zabrizia thông báo đã ghi nhận nhiều máy bay không người lái UAV của quân đội Ukraine tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Zabrizia trong những ngày gần đây. Đến ngày 7 tháng 4, nhà máy điện Zabrizia thông báo về một cuộc tấn công ở khu vực căng tin khiến một xe tải đang dỡ thực phẩm bị hư hỏng. Ngoài ra, một UAV khác cũng tấn công khu vực cảng hàng hóa. Sau đó vài giờ, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết các thiết bị bay không người lái đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào nhà máy điện hạt nhân Zabrizia, gây hư hại một trong sáu tổ máy phát điện và khiến một người bị thương, song không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Ngày 8 tháng 4, Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá đây là hành động khiêu khích rất nguy hiểm và gây ra những hậu quả tiêu cực về lâu dài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022 và chiếm quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zabrizia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này, bị tấn công trực diện. Moscow cáo buộc Kiev thực hiện ba đợt tấn công trên và yêu cầu phương Tây phản ứng, đồng thời khẳng định đang làm mọi thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia theo các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Trong khi đó, Ukraine một mực phủ nhận sự dính líu đến những vụ tấn công này. Ngày 8 tháng 4, Nga đã yêu cầu Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA triệu tập họp khẩn để thảo luận về các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong một thông báo trên X, ông Mikhail Ulyanov, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên Áo cho biết, yêu cầu trên đã được Moscow đưa ra theo các quy tắc thủ tục của Hội đồng IAEA, một cơ quan gồm 35 quốc gia. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị tấn công bằng máy bay không người lái nhiều lần trong ngày 7 tháng 4. Theo IAEA, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022, nhà máy này trực tiếp trở thành mục tiêu của hành động quân sự, và đây là sự cố nghiêm trọng gây phương hại tới sự toàn vẹn của hệ thống buồng chứa các lò phản ứng hạt nhân. Tổng giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi cho biết, các chuyên gia tại nhà máy Zaporizhia xác nhận ít nhất 3 vụ tấn công trực tiếp nhằm vào hệ thống buồng chứa chính xảy ra trong ngày 7 tháng 4. Hệ thống buồng chứa các lò phản ứng là kết cấu có chức năng ngăn chặn sự thoát các đồng vị phóng xạ ra môi trường trong quá trình vận hành lò phản ứng. Ông Grossi nhấn mạnh, hành động tấn công liều lĩnh trên làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân và cần phải chấm dứt ngay lập tức. Ông kêu gọi tránh mọi hành động vi phạm các nguyên tắc cơ bản về bảo vệ các cơ sở hạt nhân. Theo xác nhận của IAEA, các cuộc tấn công đã gây hư hại một trong sáu tổ máy phát điện tại nhà máy Zaporizhia, nhưng không gây ảnh hưởng tới an toàn hạt nhân tại đây. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt tại Ukraine với tổng công suất 6 GW. Từ cuối tháng 2 năm 2022, nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua ngày 8 tháng 4 đã công bố video Robot giả phá mìn Stalker hoạt động trên cánh đồng gần thành phố Abkhazia thuộc tỉnh Donetsk. Đây là lần đầu thiết bị này được triển khai tới khu vực chiến sự ở vùng Donbass để kiểm tra tính năng trong thực tế trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất DSST Uran cho biết mỗi xe Stalker nặng khoảng 27 đến 30 tấn, được trang bị bộ lưỡi cày rộng 3 mét và có thể giả phá mìn nằm ở độ sâu tối đa 30 cm dưới lòng đất. Lính công binh điều khiển xe bằng cụm thiết bị như tay cầm chơi game từ khoảng cách 1 đến 3 km, tùy điều kiện chiến trường. Stalker được lắp 4 máy quay kèm tính năng truyền hình theo thời gian thực để bảo đảm khả năng quan sát, phản ứng với tình huống xung quanh. Kiếp điều khiển được triển khai trên xe thiết giáp kháng mìn để đối phó những mối đe dọa như đạn pháo và hỏa lực đối phương. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thường trực của Hạ viện Michael Turner hôm qua cho biết, một số thành viên Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đã có tư tưởng thân Nga theo Washington Post, ông Turner không nêu đích danh thành viên nào của phe Cộng hòa. Nhà lập pháp nói rằng ông đồng ý với quan điểm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael Macron về việc thông điệp thân Nga đang được lan truyền trong Đảng Cộng hòa dưới sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông bảo thủ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thường trực của Hạ viện cho biết các thông điệp thân Nga đã khiến việc hỗ trợ Kiev gặp khó khăn hơn. Nghị sĩ French Hill, một người ủng hộ thẳng thắn của Đảng Cộng hòa đối với viện trợ Ukraine, nói với đài CBS rằng ông tin rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sẽ ưu tiên thông qua hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine, Israel và Đài Loan sau khi Quốc hội Mỹ trở lại làm việc vào ngày hôm nay 9 tháng 4 sau kỳ nghỉ 2 tuần. Ngày 8 tháng 4, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mang tên CCU-24 đã khai mạc tại cảng Costanta của Romania với sự tham gia của 2.200 quân nhân và 135 tàu, máy bay và phương tiện từ các đồng minh và các quốc gia đối tác. Binh sĩ và thiết bị quân sự từ 13 quốc gia gồm Bulgaria, Pháp, Georgia, Hy Lạp, Italy, Anh, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Romania tham gia cuộc tập trận này. CCU-24 tập trung vào huấn luyện trong tất cả các khía cạnh của các hoạt động quân sự nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các bên. Tham mưu trưởng Hải quân Rumani Mihai Panat tuyên bố, chúng tôi có các quy trình để thử nghiệm, phát triển trong môi trường tác chiến chống tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay ở Biển Đen và khu vực sông ngòi. Trước đó, Steadfast Defender, cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong nhiều thập kỷ, cũng đã bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 và sẽ kéo dài đến cuối mùa xuân năm 2024. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, với nguyên tắc, chính quyền Mỹ từ chối lắng nghe tuyên bố của Nga về việc nước này phản đối Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Văn phòng báo chí của Đại sứ quán Nga dẫn lời ông Antonov nói, Washington hoàn toàn từ chối lắng nghe việc chúng tôi kiên quyết phản đối Kiev trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Và tất cả những điều này, bất chấp những đề xuất cụ thể từ phía Nga về đảm bảo an ninh, đã được chuyển tới các thủ đô phương Tây hồi tháng 12 năm 2021 đại sứ lưu ý rằng việc giới chức mỹ đưa ra tuyên bố về tư cách thành viên của ukraine trong liên minh chỉ khẳng định rằng chiến thắng vô điều kiện của lực lượng vũ trang nga trên chiến trường là lựa chọn đúng đắn duy nhất của moscow ông nhấn mạnh việc ukraine gia nhập nato là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nga chỉ những chính trị gia không hiểu gì về lợi ích cơ bản của liên bang nga mới có thể mong đợi moscow chấp nhận việc kiev gia nhập một khối thù địch với chúng tôi trong cuộc họp báo hôm 8 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Martin Miller cho hay, Ukraine có thể gia nhập NATO sau khi cuộc xung đột hiện tại được giải quyết. Bộ Ngoại giao Nga hôm 8 tháng 4 cho biết trên Telegram rằng các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây được chỉ đạo truyền thông không đề cập đến số nạn nhân của vụ khủng bố tại Crocus City Hall. Cụ thể, theo phía Nga, phương Tây được chỉ đạo không nói về những đứa trẻ thiệt mạng và phản ứng của người dân bình thường trước thảm kịch. Với mục đích nhằm đánh lạc hướng chú ý của cộng đồng thế giới đến những kẻ tổ chức và những đối tượng hưởng lợi thực sự trong vụ việc này. Thông báo của cơ quan ngoại giao Nga nêu rõ đã ghi nhận việc không cho phép đưa tin thể hiện sự cảm thông và thái độ nhân văn đối với người dân Nga. Đặc biệt, vô liêm sỉ là những mưu toan của phương Tây nhằm đánh lạc hướng chú ý của cộng đồng thế giới đến những kẻ tổ chức và những đối tượng được hưởng lợi thực sự trong vụ này bằng cách đưa ra chỉ thị rõ ràng là không đưa tin về quy mô thực sự của thảm kịch trên các phương tiện truyền thông không đề cập đến số nạn nhân của vụ tấn công khủng bố, đến số trẻ em thiệt mạng, loại trừ cả việc đưa tin về thái độ phản ứng của người dân bình thường trước những gì đã xảy ra. Ủy ban điều tra Nga cho biết đã phát hiện mối liên hệ tiềm tàng giữa các cơ quan đặc biệt của Ukraine với vụ khủng bố nhằm vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố hôm 8 tháng 4 sau cuộc họp do người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastarykin chủ trì liên quan tới cuộc điều tra vụ tấn công khủng bố trung tâm hòa nhạc Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3 khiến hơn 140 người thiệt mạng. Dù không cung cấp thông tin chi tiết về những gì được thảo luận tại cuộc họp, song Ủy ban Điều tra Nga khẳng định đã nắm được bằng chứng quan trọng về sự liên quan của Kiev. Đồng thời nhắc lại những thông tin đã được công bố trước đó. 4 nghi phạm trực tiếp xả súng và phóng hỏa trung tâm hòa nhạc cùng 7 đồng phạm đã bị Nga bắt giữ Giới chức Nga nhiều lần nghi ngờ Ukraine là chủ mưu và sử dụng những tay súng Hồi giáo cực đoan để thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Tuy nhiên, cả Kiev và phương Tây đều bác bỏ các cáo buộc Ukraine liên quan tới vụ việc. Theo phương Tây, ISISK, một chi nhánh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là thủ phạm gây ra vụ thảm sát. Chính IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Hôm 7 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố thông tin trong quá trình thẩm vấn các nghi phạm cho biết Họ đã được chỉ thị chạy trốn về phía biên giới Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công trung tâm hòa nhạc. Bốn nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk của Nga, gần biên giới với Ukraine chỉ vài giờ sau vụ thảm sát. Các nhà điều tra Nga trước đây cho hay đã tìm thấy dấu vết liên kết những kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ khủng bố ở Moscow với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Tờ Financial Times đưa tin ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang thiếu nitrocellulose, chất cần thiết để sản xuất đạn dược, Ấn phẩm dẫn lời một nhà quản lý quốc phòng giấu tên cho biết, có sự thiếu hụt nghiêm trọng nitrocellulo dẫn đến những khó khăn trong ngành. Như tờ báo lưu ý, một trong những mục đích sử dụng nitrocellulo là để sản xuất chất nổ, thuốc súng và nhiên liệu tên lửa rắn. Ấn phẩm trích dẫn lời ông Armin Papager, giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Đức Ramento, châu Âu, nhận hơn 70% bột bông dùng để sản xuất nitrocellulo từ Trung Quốc. Theo Papager, có nguy cơ Trung Quốc giữ lại bột bông vì lý do địa chính trị chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác liên quan đến tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Thông báo của Thủ tướng Netanyahu có đoạn Hôm nay, tôi nhận được báo cáo cụ thể về tiến trình đàm phán ở Cairo Ai Cập. Chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, trước hết là thả tất cả con tin và giành được chiến thắng hoàn toàn trước Hamas. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel không tiết lộ cụ thể thời điểm tiến hành chiến dịch. Rafah là nơi trú ẩn của khoảng 1,4 triệu người Palestine phải di rời và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ cho Gaza. Số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân đạo và đồng minh của Israel rất quan ngại. Họ cảnh báo việc Israel triển khai chiến dịch tấn công vào khu vực đông đúc này sẽ gây ra thảm họa. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, Israel lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ gắn trên tàu, được gọi là Sidom, để chống lại một mục tiêu đáng ngờ xâm nhập không phận nước này gần thành phố Eilat ở phía nam. Tối 8 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel đã phát cảnh báo tại Eilat. Khu vực này từng là mục tiêu của tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết trong một tuyên bố ngày 9 tháng 4, sau tiếng quả báo động vang lên ở khu vực Eilat liên quan đến sự xâm nhập của máy bay thù địch, lực lượng hải quân lực lượng phòng vệ Israel đã xác định được một mục tiêu trên không đáng ngờ đang xâm nhập vào lãnh thổ Israel. Mục tiêu đã bị hệ thống phòng thủ hải quân Sidom đánh chặn thành công. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết thêm, không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận sau sự việc này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel không xác nhận liệu mục tiêu đáng ngờ có phải là máy bay không người lái hay không, nhưng cho biết đây là lần đầu tiên Israel sử dụng Sidom. Sidom là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không vòng sắt Iron Dome được sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái được đặt trên tàu hộ tống lớp Sa 6 do Đức sản xuất. Sidom có cơ chế đánh chặn tương tự như Iron Dome. Hệ thống vòng sắt triển khai trên bộ đã được sử dụng nhiều lần để đánh chặn tên lửa bắn từ Giải Gaza do Hamas kiểm soát. Tên lửa đánh chặn của vòng sắt có giá lên tới 50.000 đô la Mỹ mỗi quả. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới Nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.